phim Cbiz tháng 11, chị gái Bạch Lộc có áp đảo Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân. Là phim cổ trang mong chờ sắp lên sóng, dự án này đạt cả lượng và chất. Ngôi sao nào thắng thế trên đường đua phim ảnh dịp cuối năm nay là những câu hỏi đang được quan tâm. Liệu rằng chị gái Bạch Lộc có áp được loạt đàn em là Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân? Mọt phim Cbiz sẽ có một tháng 11 bận rộn khi vô số những dự án cổ trang hứa hẹn sẽ bùng nổ à nha. Không thể bỏ qua Rèm Ngọc Châu Sa, một bộ phim được mong mỏi ngay từ những ngày đầu lộ hình. Và bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh là Rèm Ngọc Châu Sa sẽ được lên sóng vào hôm nay, ngày 1 tháng 11. Sở hữu hai lưu lượng hot hit lại thêm ấn tượng về chemistry bùng nổ trước đó ở Trường Ca Hành. Vì vậy mà Rèm Ngọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh lại càng được khán giả mong ngóng. Lấy chủ đề chính về thương hiệp và bối cảnh thời Đường, loạt tạo hình của nàng tiểu hoa trong phim được khán giả đánh giá rất cao. Hy vọng rằng đường hình đường tiếng đều ổn để các fan được nở mày nở mặt nè. Đối thủ trời chọn của Triệu Lộ Tư không ai khác là Ngô Thư Hân. Nàng tiểu hoa cũng có phim lên sóng vào ngày 1 tháng 11 là Vĩnh Dạ Tinh Hà. Thêm một sự trùng hợp khi đây cũng là dự án tái hợp của nàng tiểu hoa và Đinh Vũ Hề sau khúc Biên Tấu Ánh Trăng. Trong bộ phim đề tài cổ trang tiên hiệp này, Ngô Thư Hân được khen ngợi hết lời với tạo hình xinh đẹp và đáng yêu. Đây là lần thứ 3 cô nàng đối đầu với Triệu Lộ Tư sau Trường Ca Hành, khúc Biên Tấu Ánh Trăng năm 2021 và Tinh Hán Sáng Lạng, Thường Lan Quyết năm 2022. Liệu rằng ai sẽ hơn ai? Đại Mộng Willy do Hầu Minh Hạo và chị gái Bạch Lộc là Trần Đô Linh đóng chính cũng gia nhập đường đua phim tháng 11. Phim đã lên sóng những tập đầu tiên và nhận được nhiều phản hồi tốt của khán giả. Cốt truyện mới lạ, hấp dẫn, dàn diễn viên từ chính đến phụ đều có tạo hình đẹp khiến người xem cực kỳ thỏa mãn. Song, nhiều người lại bày tỏ lo ngại rằng Đại Mộng Willy của chị gái Bạch Lộc sẽ khó lòng đấu lại được Rèm Ngọc Châu Sa và Vĩnh Dạ Tinh Hà khi hai phim này lên sóng. Bởi lẽ, dự án đều có tiểu hoa lưu lượng cực hot. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Xuân Hoa Yếm của Ngô Cẩn Ngôn không được đánh giá cao như Mặt Vũ Vân Giang. Bộ phim sẽ chiếu những tập cuối vào đầu tháng 11, nhưng thành tích ở hiện tại vẫn chẳng mấy khả quan. Trong bộ phim cổ trang Xuân Hoa Yếm này, Ngô Cẩn Ngôn hợp tác đóng chính cùng Lưu Học Nghĩa. Cốt truyện bi thảm được cho là không còn hợp thị hiếu khán giả ở hiện tại. Cùng với Xuân Hoa Yếm, Cẩm Tú An Ninh của Nhậm Mẫn và Trương Vạn Ý cũng sẽ kết thúc vào đầu tháng 11. Bộ phim từng không được kỳ vọng quá nhiều nhưng lại đạt thành tích tốt nhất khi lên sóng trong tháng 10 vừa qua. View của Cẩm Tú An Ninh đã cán mốc hơn 40 triệu và đang đứng ở top 1 cái bảng xếp hạng đó nha. Thành tích này có đáng để Rèm Ngọc Châu Sa hay Vĩnh Dạ Tinh Hà gia chân? Câu trả lời sẽ có sau khi phim lên sóng đúng không nào? Còn bạn, bạn có cảm nghĩ thế nào về loạt dự án cổ trang Cbiz trong tháng 11 mà Ibiz vừa kể trên? Hãy bày tỏ quan điểm và cảm nhận của mình để chúng tôi được biết với nha. Đừng quên follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức hot nào.